Em chào chị Liễu Nguyễn nè. Em chào chị Ngọc Sơn, chào chị Hương La Thị nha. Mấy chị vào like chia sẻ giùm em nha mấy chị. Cô Liễu Nguyễn chia sẻ giùm con nha cô. Vào chia sẻ giùm con nha. Chị nào đang xem chấm cho xin một chấm nha mấy chị ơi. Chị nào đang xem chấm cho xin một chấm không? Em chào chị Ngọc Tuyết nha, em chào chị Vương Nguyễn, em chào chị Lê Cúc nè, mấy chị vào like chia sẻ giùm em liền nha mấy chị ơi. Vào like chia sẻ nha mấy chị. Rồi vào like chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đầu like em tặng quà nha. Chị nào có chia sẻ chấm cho em xin một chấm thì em tặng quà cho mấy chị đầu like nè. Đầu like chấm giùm em nha. Mấy chị vào nhiều chưa? Vào nhiều rồi chấm giùm em đi mấy chị. Chấm lên giùm em để em thấy mấy chị. Nam chào chị Ẩn Bí, nam chào chị Đến Thái Tuyền nè. Em chào chị Hu Hu nha. Đó, rồi mấy chị vào nhiều chưa? Vào nhiều rồi chia sẻ chấm chấm vô giùm em nha. Váy cho mẹ 60 tuổi. Dạ cho em xin cái số ký chiều cao cho chị Trang Mai ơi. Chị cho giùm em cái số ký chiều cao như chị. Để em xem em lấy cho chị nha. Cho em đoán hàng mấy tuổi cỡ đó đó không đó. Rồi em tặng bộ bận nhà nha. À, cho chị xem món nặng 50 ký hả? 60 ký. 60 mà nặng 50 ký hả? 50 ký là nó hơi rộng tí xíu ha. Chị Trang, chị Trang Mai nếu mà mẹ chị Bạch thì hấp bận thoải mái, mà người lớn mà chắc không hấp bận thoải mái á. Nếu mà 50 kg mà cao mét bao nhiêu cho em xin chiều cao đi. Chị cho xin chiều cao luôn hả chị ơi. Cho em xin chiều cao luôn đi. Chắc hết bận rộng đúng không? Nếu mà không hết bận rộng thì bóp vô em xíu thì được. Chứ 50
nhà luôn nha, mặt nhà bao mét luôn. Ờ, váy tím đen em xem rồi ok nè, thôi để em tặng xong rồi em lên chị xem nha. Còn đây chị nào đã, đây là anh chị chia sẻ, có nhiều chị chưa, chị vô mà chị không có chưa biết chia sẻ đúng không? Đây nè, để em chỉ cho mấy chị vào đây. Đây nè mấy chị ơi, bấm vô đây giùm em chữ chia sẻ đó, bấm chữ chia sẻ rồi bấm chữ bài viết đó, mấy chị nào đang xem chia sẻ cho em liền đi, rồi bấm chữ đăng giùm em nha. Đó, kiếm chữ chia sẻ với góc này giùm em nha, góc dưới nè, bấm vô chữ chia sẻ rồi bấm vô chữ bài viết rồi bấm chữ đăng giùm em ha. Làm 4-5 lần vậy là nó sẽ hiện lên người đã chia sẻ, còn mấy chị làm 2-3 lần nó không có lên đâu. Đó, bây giờ mấy chị có muốn lên cái mặt hàng nào mấy chị kêu em lên thì mấy chị cho nó dễ nha. Giống như chị Ngọc, chị Trang Mai là chị kêu em lên đầm nè, là phòng em tặng xong là em lên đầm. Còn mấy chị nào chia sẻ rồi thì mấy chị chấm để cho coi để nó có hiện không. Đó, em thấy chị Bích Ngọc đã có chia sẻ, nó hiện lên người đã chia sẻ rồi nè. Chị nào có chia sẻ thì mấy chị hiện lên giùm em nha, chấm chấm hiện lên em nha. Cô chào cô Hồng Xuân nè, cô Hồng Xuân nhận đồ chưa, bận đẹp không cô? Đó, cô Hồng Xuân chia sẻ giùm con ha, bấm dưới góc tay ngồi như mấy chị đang cầm là góc tay phải á, nó có ở dưới góc nó có chữ chia sẻ, mấy chị bấm vô chữ chia sẻ xong rồi mấy chị bấm vô chữ bài viết đăng lên bài viết rồi xong rồi bấm vô chữ đăng giùm em ha. Rồi đây, rồi chị nào ưng con này, ưng con này thì chia sẻ cho em mới được con này nha, chất giải bao đẹp hiền tạng, nếu mà xấu trả lời em hoàn lại con mới cho mấy chị nha. Nếu mà chất giải xấu là mấy chị em đòi cho mấy chị luôn, nó thiệt hiền tạng rất là đẹp luôn, chất giải bao mát bao đẹp luôn ha. Cho em xem nằm đi rồi ok chị, để em lên nằm chị xem cái ha. Còn đây nè, đây em hàng tặng là cái hàng bán luôn á, em cũng bán luôn nha, bộ này em cũng có bán luôn. Rồi chị nào ưng con này thì chốt giùm em là ghi cái mã nha, ghi cái mã giùm em là mã tặng không đồng, mã tặng không đồng kèm số điện thoại sau lưng để bấm thẻ nha. Có chia sẻ em mới tặng được nha mấy chị, nhớ nha mấy chị ơi, có chia sẻ em mới tặng được nha. Quá đẹp luôn, mặt bao mấy có hai túi hai bên luôn ha. Rồi đâu, chị nào ôm nhanh lên mấy chị ơi, chị nào ôm nhanh tay liền mấy chị ơi, nhanh tay. Phơm này chừng nhỏ nè, phơm này có cái đường chích bem, đúng rồi nè, phơm này là nó có cái đường chích bem, nếu mà bận hơi rộng cứ chích bem vô giùm em ha. Lên đầm ok nè, chị Trinh Nguyễn cho em xin cái số ký chiều cao cho chị để em biết đường lên chị ha. Có gì kéo phía sau luôn không? Rồi đây để em lên với chị xem. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em nha, mã tặng không đồng kèm số điện thoại sau lưng liền em, ngồi tặng cho mấy chị con này, mặt cái nhà ba mát luôn. Chị nhận rồi, rất đẹp. Dạ con cảm ơn cô nè. Ủa con cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Hồi nói kêu cô, hồi cô hồi chị bây giờ cũng không biết kêu cái gì luôn á. Trong nay nhìn tên thôi mà không biết ai lớn ai. Có nhiều á, có nhiều chị á kêu bằng cô cái không chịu, bắt kêu bằng chị. Đây nè, đằng nè, cái phần này nó hơi nhỏ tí này, vậy là chắc bận vừa á. Vậy là 50kg mặc cái con này vừa nè. Đó, nếu mà bận thoải mái mặc rất thoải mái luôn. Và đó là chị là ưng thì chốt liền em nha, 180. Đó, cực kỳ đẹp luôn mẫu này, mẫu này nha. Rồi chị là ưng thì chốt liền em, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không mấy chị ơi? Mà cái này phần này là phần lứ nha, nếu mà chị nào không thích thì mua ghen đắp vô. Ủa? Ừ, lót, miếng lót đắp vô. Nhưng mà mặc như vậy nó mới đẹp nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em, đầm này là ghim em là đầm phói các mấy chị ơi, đầm phói cực kỳ đẹp luôn, đầm phói ai ưng đầm phói chốt đầm phói liền giùm em. Đầm có 75kg không, đầm 75kg hình như con chưa về á cô, 75kg con chưa về đầm 75kg nha. À mấy chị ơi, em có đầm dài dạ hội luôn, có chị nào hết bận đầm dài dạ hội mấy chị cứ báo em lên đầm dài dạ hội mấy chị xem luôn. Đầm dài dạ hội là đầm dài qua cái mắt cá á, cái nào xài không chị hả? Xài để xem nha, mấy đầm xài rồi đợi tí xíu nha chị ơi.
là chị nào ưng thì chốt nha mấy chị ơi. Đó, chị 180 một con thôi, ai ưng thì chốt liền em. Nếu mà chị mẹ chị 50kg là mặc cái bộ này là mặc cái đầm này nó suông suông rất là đẹp luôn. Chứ nó không có ôm nó bó đâu. Ờ, có cái không nha chị ơi, không có hoa là chị ép đá nha chị. Không có hoa là ép đá nha, rồi mã tặng cho cái chị nào trên đây. Chị Khánh An nè, ok chị Khánh An nè, chốt cho mã tặng cho chị Khánh An nha. Đẹp lắm á chị ơi, đẹp không? 180. Em chào chị Hà 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 Đào nè. Đây đẹp không? Đầm nhũ, đó đầm nhũ là cực kỳ đẹp luôn. Form này là phi size luôn, 75kg à. À, cô Hồng gì? Cô gì Hồng ta? Cô Hồng Xuân nè, cô Hồng Xuân cái đầm này là cô mặc vừa nè, nhưng mà cái này thì con báo là nó mới vừa qua cái đầu gối tí xíu ha, nó qua đầu gối xíu chứ nó không có dài lắm nha, đó nó không có dài lắm, chất nhũ rất là đẹp luôn, rất là thoải mái luôn nha, 75-80kg mặc vừa hết tụi em, ở phân này là phi size từ 60kg đến 75kg nha, cực kỳ đẹp luôn, có chị nào ưng thì chốt liền em nha, lên đầm dạ hội đi em, rồi chị 6 anh. Chị Sáu Hoa ơi, cho em xin cái số ký và chiều cao chị ơi. Cho em xin cái số ký chiều cao nha. À cô Hồng Xuân ơi, cô còn ở đây không cô ơi? Cô còn ở đây không? Dạ con có cái đầm này 75kg đổ về nè. Đây đầm 50kg, 75kg đổ về, em có một cái con đầm này, chị nào ưng thì chốt cho em nha. Chứ nó xếp xong hãy đóng rồi nè. Nè nói gì? Rồi đây. Đây mẫu này là 75kg bằng vừa nè, đó chị đã ưng thì chốt liền em. Quá đẹp luôn á chị ơi. 75kg đựng vừa nha. Trời ơi, cô gì cô Hồng Xuân đi ra không tiêu hay rồi. Đẹp quá. Đính đá luôn nha, cực kỳ đẹp luôn. Đính châu nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, ai ưng thì chốt liền em. 75kg đổ lại bằng quyền em, con này 180 luôn, đồng giá chị cái đầm này 180 luôn nha, chất nhũ không mấy chị quên, chất nhũ nha, 180, 75kg đổ lại bằng quyền em con này, ghi em này nhũ đỏ nha, ơn con này ghi nhũ đỏ thì dùm em coi, 75kg đổ lại bằng quyền dùm em hay mấy chị, 75kg, thoải mái. Mấy chị muốn lên đầm bao nhiêu ký, mấy chị lên xuống ký dùm em luôn ha, vào đây nè. Con này 50kg nè, chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em nè, 50kg nè. Đó rồi, xoay không đồ rồi đây. Đây 50kg giùm em con này. Rồi 50kg nha, con này em kéo không nổi luôn mấy chị ơi. Đó, 50kg con này, tầm xòe giùm em. Đó, có phối ngay chỗ này nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em nha, 50kg. Đó, rồi 180 luôn. Rồi chị nào ưng con này ghi giùm em cái mã gì đây giờ. Cái mã, cái này là chất riêng nha, riêng hai lớp giùm em luôn nha. Còn kia là phơm nha.
67, dưới 67 kia bạn vừa nha. Đó chị Trang Mai thì có con này tốt cho em nha. Em ít khi nào em có cái mẫu size nhỏ lắm nè. Đó cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm. Qua đầu gối luôn nha mấy chị. Qua đầu gối luôn nha. Lên làm dạ hội đi chị, dạ dạ hội bao nhiêu ký chị qua cho em xin xuất ký chiều cao đi ha. Có đầm đẹp không hư cô Lan Thanh hả? Xây quân cho cô Lan Thanh hình như không. À con có đầm này nè. Đó mà chị đào ưng đầm xanh chú xanh nha. Cô 55. Cô 55 ký là mặc cái đầm này là vừa đúng không cô? Đẹp lắm, 55 ký là nhiều lắm cô ơi. 57 ký nha. Rồi ok chị nè, chị muốn lấy hàng em lấy cho chị cái hàng cao cấp nha. Hơn có không có nhiều chân mà có giá trị luôn. Với lại là cô mua ở ngoài không bao giờ có cái giá này thì cô lấy cho cô xem, đẹp cực kỳ đẹp dạ hội. Còn đây còn chị nào ưng đầm xanh ren thì ghi đầm xanh ren nha, cái mẫu nào trung niên giùm em nha, cực kỳ đẹp luôn, ren là ren thật loại tốt giùm em nha, loại cao cấp giùm em nha. Đó còn chị nào ưng thì chốt liền giùm em, đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá. Đây là nó lót nè, thấy không đẹp không mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai ưng chốt giùm em là ren xanh 180, ren xanh 180 nè. Còn cái con này trời ơi con này nó đẹp, nó đẹp giả nem mình chị không ưng hả. Đó con này là ghim em mà đầm tím khói nha, đầm tím khói em cũng 180 với chị luôn, đầm tím khói 180 luôn nha. Có cái cao cấp hơn, cao cấp hả, có nha chị ơi, có cao cấp đó. Chị Lê Trân chị nói gì chị ghi một chữ cách khoảng giùm em một chữ nha, chứ chị ghi nù nù em không biết, em không biết được đọc nha chị ơi, chị ghi một ghi nó dính dính nhau em không có đọc được đó chị. Chị ghi chị phải bản cắt ra giùm em ha. Rồi đây nè, form này 87 kg là mặt dừa nè. Đó đẹp không, để sao không, form này là cái này nó co giãn thoải mái nè. Đó ở phía ngoài là nó cộng thoải mái rồi, quan trọng phía trong là thoải mái luôn, tại vì cái này là trong là nó có độ co giãn luôn, cực kỳ đẹp luôn. Và chị nào ưng cái đầm này thì chốt cho em liền, ủa lộn, ưng cái áo này thì chốt áo em nha, áo 200.000 hàng cao cấp giùm em nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó đẹp không, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây có lính đá nè, quanh những cái hoa văn nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó là đá hàng cao cấp giùm em. Rồi chị nào ưng áo thì chốt áo cho em, áo 200.000 cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng áo chốt áo thì em áo xanh. Đó mấy chị nhìn là mấy chị biết hàng cao cấp liền giùm em thấy không. 61 ký rồi ok nè, ok rồi để em lên dạ hội chị xem áo bây giờ em còn xây từ 70 ký đổ về nha. Hình như mấy chị phải cho em xin cái số ký cho cao để em biết được lên, chứ mà em lên lộn xộn rồi mấy chị lỡ 70 ký mấy chị chốt là không có chốt mấy chị luôn á. Đẹp không mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Đó còn có vài con xây lớn thôi áo nha. Rồi chị đã ưng áo chút áo đi mấy chị ơi, ưng áo chút áo thì em đây nè, cái áo này cũng 67, dưới 67 ký bằng vừa nè. Đó cực kỳ đẹp không, đẹp lắm á chị ơi. Cô Lâm Thanh ơi,
con cái phone này có độ co giãn thoải mái cực kỳ luôn. Đó, đẹp lắm luôn nha. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, và chị nào ưng thì chốt cho em nè. Đó, phone này là vi size nha. Vi size bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết nha mấy chị ơi. Còn chị nào ưng thì chốt tìm em. Phone này từ 55 ký trở lên đến có size là 55 ký đến đến 80-90 ký luôn. Và chị nào ưng thì chốt giùm em đầm 7 màu giùm em nha. Đầm này là ngũ màu đi, ghi giùm em là đầm ngũ màu cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sang luôn. 180 một con luôn. 180 một con. Con này cực kỳ đẹp luôn đó. Cô Lan Thanh có lấy con này thì chốt giùm con nha cô ơi. À bữa hổm có cái áo của cô. Cái áo của cô kia cô đặt xong rồi cái cổ xả ra. Không có bán nữa mà cổ xả ra. Để có tí nữa cô lên cái áo đó, cô có không thì cô chốt luôn mà cho cô. Cô hỏi không? Mẹ con hỏi mà con mời tiên cô chưa rồi á. Ở đây là chị nào ưng thì chốt cho em. Đầm ngũ màu 180. Sao nãy giờ chị nào cũng hỏi đầm chưa mà chưa chị nào chốt chưa người ta. Đó, chị nào ưng thì chốt cho em mà đầm ngũ màu nha, cực kỳ đẹp luôn. Ngũ màu giùm em. Cái ngắn
diễn ha, quá coi diễn luôn, thoải mái quá. Đó, còn chị Lộ thì chốt cho em đầm nha, đầm cam 180, ủa lộn 280 nha, đầm cam 280. Rồi chị nào nhân tay chốt thì em qua đồ bộ mấy chị ơi, lên đầm mà nãy giờ chưa chị nào chốt cái đầm nào hết trơn á, em lên đồ bộ nha, em quay lại đồ bộ nha mấy chị. Dạ hội, mấy chị kêu lên dạ hội mà nó thiếu trơn rồi. Mấy chị nhớ chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi, vào chia sẻ giùm em ở dưới góc tay phải của mấy chị á, nó có chữ chia sẻ, bấm vô chữ chia sẻ rồi mấy chị bấm vô chữ chia sẻ lên nhóm hoặc là chia sẻ bài viết, rồi mấy chị bấm chữ đăng giùm em ha. Đầm dài thì cũng có nè đó, nhưng mà mấy chị ưng sao ưng ngắn mấy chị cứ cắt lên bình thường không sao đâu đó, nhũ cao cấp luôn, đầm dài dạ họ cao cấp đó, ai ưng thì chốt thì giùm em, cực kỳ đẹp luôn, hai lớp nha, hai lớp giùm em luôn đó, cực kỳ đẹp không. Rồi chị đã ưng nhũ hồng, chốt nhũ hồng cho em mẫu này nha, nhũ hồng cực kỳ sang luôn, ai ưng thì chốt thì giùm em, nó ngắn vậy ạ. Đây nè, đầm em đây mà, em có nhũ ngắn và nhũ dài luôn đó, chị nào ưng thì chốt thì giùm em luôn, cái ngắn là 280, cái dài là 320. Rồi đó, ai ưng thì chốt cho em liền, đây đầm ngắn đầm dài đẹp cực kỳ đẹp luôn, ai thích dạ hội, ai thích ngắn thì cứ chốt liền giùm em, ai thích ngắn thích dạ hội thì cứ chốt liền giùm em ha. Chất nhũ là chất nhũ cao cấp, mấy chị ra ngoài mấy chị mua được cái giá 320 đâu, tầm 400 trở lên không á. Đó, chị nào ưng thì chốt liền giùm em, ghi cú pháp giùm em ha, ghi hồng ngắn hồng dài đó, ai ưng hồng ngắn thì ghi hồng ngắn, ai ghi hồng dài ưng hồng dài thì chốt hồng dài đó, kèm số điện thoại sau lưng lì giùm em để em bấm cái số điện thoại ra ha mấy chị. Đó, coi chị nào có số điện thoại trước thì em chốt cho chị đó ha, có số điện thoại trước thì chốt cho chị đó nha. Thì em như nào đó, chị làm ưng thì chốt thôi đó, chị ly tung ơi, chị có ưng thì chị kèm số điện thoại lên giúp em ha, kèm số điện thoại lên giùm em. Hồng thì nó cũng xấu chứ mấy hồng tươi lên dây đó, chị nào chắc ăn chốt thì hả chốt giùm em ha, còn chị nào chốt ngày mai mà xả hàng ra là không bao giờ em bán cho chị đó nữa nha, tại vì hàng bên em á là cái hàng em bán nước một em bán đi rất là nhiều luôn, không có hàng để bán luôn đó, tại vì em bán em chốt em đăng lên nữa, nhiều khách chốt lắm mà khách chốt không được mấy chị chốt mấy chị xả ra là không bao giờ em bán mấy chị nữa đâu đó, hay là mấy chị mua mấy chị bơm hàng em cũng không có nói không có chữ gì mấy chị trơn á đó, nhưng mà em không có bán mấy chị nữa thôi. Rồi ok, chốt hồng cho chị hồng ngắn cho chị ly tung nè, về nhận đi đẹp, ok quay lại giùm em ha, tao đẹp thì luôn rồi. Chị nào mua hàng bên em rồi là mấy chị biết cái chất giải bên em á, cái nào mà thường thì em nói là loại thường, còn bên nào bên em mà nói mà cái giải mà cao cấp là em nói là cao cấp chứ không có nói điêu mấy chị đâu. Hai mấy chị đợi xíu nha, em vô cho mày để em xem coi số ký mấy chị nữa, đầm này cũng hàng cao cấp này, 280 luôn này, do chị nào ưng làm thì chốt đầm giùm em, màu đồng nha, vàng đồng giùm em, rồi chị nào ưng vàng đồng chốt vàng đồng giùm em nha, cực kỳ đẹp luôn. Vàng đồng rút ra, chị Hương Đặng, chị Hương Đặng ơi. Em không biết tại sao mà chị đặt hàng bên em mà chị không có nhận hàng nè, nên bây giờ chị đừng có vô đặt hàng bên em nữa nha, chị không cảnh giùm em nha chị ơi, đặt hàng nhớ nhận hàng giùm em. Chị nào mà nếu mà có công chuyện hay là cái gì đó thì cũng phải á, lớn mà cũng phải giấy thuốc, tại vì sao không, em bán cực khổ lắm, không lẽ bây giờ em để đồ ở nhà em đâu có tốn, em đâu có mất tiền đâu, mà mấy chị đặt hàng rồi em gửi hàng em tốn tiền đó, bận đi bận về, bận đi là 33.000, bận về 33.000 là hết 66.000 của em rồi, mà mấy chị mua hàng mấy chị thầm bị đặt xong rồi không có nhận đó, nên bây giờ chị nào vào bơm hàng ngồi lên
chị Hương Đặng nếu mà muốn mua bên em, chị cọc kẹt giùm em đi, chuyển khoản cọc kẹt em mới giao cho chị nha. Còn không là chị em không bao giờ em bán cho chị nữa nha. Ly Tùng xem mua thêm cái nữa. Dạ, con chào cô Như Cần Nguyễn nha. À cô Như Cần Nguyễn ơi, con có cái đầm đỏ đẹp lắm cô, để tí nữa cô lên cô xem như cô 75 kg á. Con còn cái 75 kg đẹp lắm, còn chị nào ưng thì chốt cho em mẫu này nha. Mẫu này em có nè, quá đẹp luôn đó. Em có là màu vàng đồng nè. Em có được thì đã có chị nào hỏi body ta, body là chị, ủa chị Hương Đặng là cái chị bơm hàng hả? Còn đây em có nè, bên em là mấy chị á, bơm hàng là không bao giờ mua em được, tại vì em bên đây là em có hệ thống rồi, chị nào đã bơm hàng ở đâu rồi là nó cũng nhảy vô đây à, là em cũng thấy chưa á, nên mấy chị á chắc chắn cái gì á chốt, còn mà không chắc chắn cái gì có chốt nó thì không có chị. Còn đây nè chị nào ưng thì chốt cho em nha. Đây em có nè, mẫu này mặt là em có màu vàng đồng, màu hồng với lại là màu cam đó, cam đồng giùm em luôn, cam đồng rồi vàng đồng cam đồng với lại là màu hồng rồi, ai ưng thì chốt cho em liền, ai ưng thì chốt cho em liền ha. Đẹp quá đẹp luôn á, chất giải mấy chị coi nè, hàng cao cấp giùm em nha, nó giờ từng sợi một luôn á. Cô Như Cần Nguyễn có mét có 53 kg hả, 53 kg. Chị nào mà không có ý định mua mấy chị coi thôi cũng được, không cần mua đâu nha, đừng có lặt nha mấy chị, coi thôi cũng được, em đâu có không có cho mấy chị coi đâu đó, nhưng mà mấy chị đừng có chốt nha. Còn đây nè cô ơi, con có đầm này nè, cực kỳ đẹp luôn đó, 75 kg đổ về, có phơ mình nó hơi to xíu nè, 75 kg đổ về cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em đầm đỏ nha, đầm nhũ đỏ giùm em đó, nhũ đỏ nha mấy chị yêu ơi, nhũ đỏ 180.000. Rồi chị nào ưng nhũ đỏ chốt nhũ đỏ nha. Ai mở hàng đi sao nãy giờ lên đầm chưa ai mua giùm con luôn á, chưa ai mua giùm con một cái đầm nào luôn á, nãy giờ hỏi đặt, ủa vậy là có chị kia mua cái đầm rồi, bậy hết sức không. Cô 68 kg, 1m56, cô mặc vừa không? Dạ cái đầm này là cô vừa luôn nè. Nãy cô hỏi đầm nào ạ? Dòng em của cô bao nhiêu vậy cô Phạm Thấm ơi, cô biết dòng em cô không, tại vì nhiều khi có mấy cô á là cái phần chân nó nhỏ phần bụng nó bự, rồi có cô á là phần bụng nó nhỏ nhưng phần chân nó bự đó, nên mấy cô cho xin dòng em được không. Chốt nhũ đỏ rồi, ok cô này, con chốt cô cái nhũ đỏ này nha. Rồi đó, còn cô nào muốn lên mẫu nào nữa không, cô Hồng Xuân hồi nãy cô hỏi con có size 75 kg không, cô la không mới vừa nó không, chắc cổ đi ra cũng phiêu hay rồi, không là bán cho cổ với cái đầm này luôn rồi. Nhắn nữa là cô Hồng Xuân, cô chốt cái đầm này rồi lên là dứt liền, cô nào khách quen bên con rồi đưa cái đầm này là dứt liền đó. Rồi ok chốt cô Hồng Xuân nè, cô lộn chốt là cô Như Còn Nguyễn nè. Rồi đây, rồi mấy chị muốn lên mẫu nào ở đây, muốn lên cái đầm đây, đầm body nè, là có chị nào hết bận đầm body không, body em có màu đỏ nha, em có màu đỏ nè, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây em có hai màu body, em còn được có hai màu à, body cô Phạm Thắm, cô Phạm Thắm ơi, con có cái đầm này nè, size của cô mặc đẹp nè, đầm xòe ha. Rồi cô đợi con tí xíu nha, hàng cao cấp nha, cô lên cái mẫu cao cấp cho cô, đẹp lắm. Rồi đây body giùm em con này 65 kg, 65 kg đổ về bằng quần em con này cực kỳ đẹp luôn đó, bằng rất thoải mái nha mấy cô coi nè, coi dễ cực kỳ, rất thoải mái luôn, hàng cao cấp giùm em nha. Rồi ai ơi mẫu này chốt liền em, đầm là đầm body nha, nhũ đỏ body nhũ đỏ, body nhũ đỏ nha, cực kỳ đẹp luôn, body nhũ đỏ nè, là em có hai màu, em có hai màu ha, đây em có là màu vàng đồng, body vàng đồng với là body màu đỏ nha.
tiền này là hai là 200 thôi bán đồng giá thì 280 luôn ha. 280 luôn rồi ai ưng thì chốt liền em 280 body. Body nè, 280 body. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, ai ưng thì chốt cho em liền. Body đỏ, body vàng ha. Ai ưng thì chốt cho em liền. Còn đây nè, cái làm này là size 70 kg độ về đây. Mấy cô nào đang xem trắng giùm con ha. Mấy cô muốn lên sale bao nhiêu ký hay là mấy cô muốn lên cái mặt hàng như thế nào mấy cô cứ báo giùm con đi ha. Đây nè, cái làm phía sau này có tầm dài đủ màu luôn nè, trời dạ hội có ngắn dạ hội luôn đó, tùy theo form cũng có size 70 kg độ về luôn á. Đây nè, form này là form to nó thoải mái nè. Có cái đầm này là có gì có đầm dài dạ hội luôn, nhưng mà duy nhất còn một con này là size là đầm ngắn xè nè, duy nhất một con này cái kiểu này là còn có màu một rồi nè. Còn đây cô chị nào ưng thì chốt em đầm xè ha, đầm xè đó cực kỳ đẹp luôn. Cái này là cam đất đất á mấy cô, cam nhũ đất đất á, cô chị nào ưng thì chốt giùm em. Sao trong top mà ai chốt đơn con cũng có đã có điện chốt, hoặc là cô chốt mà cô ghi không gõ ghề nên con không có chốt với cô thôi, chứ mà ai mà đặt hàng bên con cũng có giao hết trơn á. Cô nào mà con giao không kịp là con cũng đều điện thoại con báo mà, nhưng mà không có ai chứ ai con cũng giao kịp hết trơn mà. Coi chừng cô ghi không gõ mà con hỏi lại cô mà cô không có trả lời á, nên con không có giao á. Và đây là gọi chị nào ưng thì chốt em. Còn duy nhất một cái đầm ngắn nha, duy nhất một cái đầm ngắn màu cam đất, gọi chị nào ưng thì chốt thì em cực kỳ đẹp luôn, hai lớp thì em ha, chốt giải nè, co giãn thoải mái luôn, hàng cao cấp luôn. Đầm ngắn là 280 một con, gọi chị nào ưng đầm cam chốt đầm cam thì em nha, 70-75 cái hộp vừa luôn á. Form này là form đẹp nha, form đẹp có con là cái size to nè, nó đẹp quá trời đẹp luôn, gọi chị nào ưng thì chốt thì em ha, form này form to nha, đẹp cực kỳ luôn đó. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt cho em 55 kg đến 70-75 kg luôn á, free size coi dạng thoải mái, nhũ cao cấp giùm em ha. Cái gì coi nè, nhũ cái hàng cao cấp nha, rồi chị nào ưng thì chốt em nha. Bộ này cô Lâm Thanh bằng dưỡng ha, coi dạng quá trời nè. Được nha cô Lâm Thanh ơi, cái cao cấp, cái cao cấp này duy nhất của con này là cô bằng dừa nè, con để cho cô ha. Được không cô ơi, hết không? Để cho cô, tại vì cô này nó co giãn thoải mái lắm nè, quá thoải mái luôn. Chùi cô Lâm Thanh nha. Rồi cô Lâm Thanh ưng thì ok em con đi, ưng thì ok em con này cao cấp quá trời nha, 280 đó, một con duy nhất, một con nhất nha, không có con nào mà cao cấp mà nó được to nữa đâu. Ai ưng thì ok em. Đây mặt cô đọc vừa không vừa nha cô ơi, vừa nha, đẹp quá, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng thì chốt cho em đầm cam. Dạ vừa nha cô Lâm Thanh ơi, dạ vừa nha nha cô Lâm Thanh, vừa mẫu này là cô mặc vừa là ok luôn đó. Đây nè, có phơm lớn đó nè, có phơm cao nhiều quá. Cô Lâm Thanh có ưng thì nhanh tay nha, hồi khách con chốt là con không biết từ đâu mà con chừa cô có một cái nhất đó, có một cái nhất đó nha. Cô Lâm Thanh có chịu đầm nè, đầm này đẹp quá. Rồi đây nè, 70-75 kg nha, 80 kg bằng vừa luôn, từ 65 kg. Phơm này là 65 kg đến cái này 67 kg nha, 67-68 kg là mặc được luôn nè cô Phạm Thắm ơi đó. Đầm con đang mặc cô chịu đó mà cô Lâm Thanh lấy mà. Cô Lâm Thanh lấy rồi, cô lấy không, cô Lâm Thanh lấy rồi.
kỳ luôn. Đó, đây màu hồng màu tím nha. 180 một con, chị nào ưng thì chốt liền em ha. 180 một con. Hồng màu tím màu xanh. Màu hồng màu tím màu xanh màu bạc nha. Màu hồng màu tím màu xanh màu bạc. Rồi chị nào ưng thì xanh xanh chốt cho em liền. Trong cái này bên dưới đi dâm. Đưa đây. Đây nè, màu xanh nha, bác Diệu ơi, màu xanh nè. Đó, em dư cho chị xem nha. Màu xanh, màu bạc, màu hồng, màu tím, ba bốn màu. Bốn màu đó, chờ chị nào ưng thì chốt cho em liền. Thích màu nào chốt màu đó nha. Có màu đỏ gì vậy? Chưa. Vậy là có nhũ đỏ luôn ha mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt em 180 một con nha. Đó, cô Lâm Thanh có ưng mẫu này nữa thì chốt một con ha. Cô Lâm Thanh cam cam mấy bao nhiêu ta? Cô nhận này rồi đẹp lắm. Áo nữa. Dạ con cảm ơn cô Văn Thu nha. Con cảm ơn cô nhiều lắm nha. Ok, lấy hai cái. Ok, vậy là cô lấy cái màu nào? Cô lấy màu nào? Con có là màu đỏ nè. Đây con dơ lên cô xem. Đây, con có màu đỏ. Màu đỏ là cô mới lấy rồi đúng không ta? Cô lấy rồi mà. Cô lấy chưa? Ủa hồi nãy màu cam quên. Đây, con có màu đỏ nè. Màu hồng nè. Màu xanh, cái này là màu tím. Đây, màu tím đây. Đó, cô lấy màu nào? Lấy màu nào báo liền con. Cái này là nó tới đầu gối thôi nha, chứ nó không dài lắm nha. Cô nào chịu ok thì chốt một con. Nó vừa qua đầu gối nha, nó vừa tới đầu gối nha. Đó, như con đang mặc nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, chị Đào Ưng thì màu nào chốt màu đó cho em nha. Cô lên cái màu tím. Màu tím, màu xanh, màu bột. Đây, màu tím mà con nó đang mặc rồi nè. Con căng nó đang mặc rồi nè cô. Cô nhìn giúp con nha, nó y hệt gì đó, nó chỉ khác màu thôi. Đây là màu tím đây cô. Màu tím. Thầy tím vừa tới đầu gối rồi nha mấy chị ơi. Vừa tới đầu gối nha, chị nào ok được thì chốt cho em nha. Đây, với lại là màu xanh đúng không? Rồi, đây con lấy màu xanh cho. Vậy cái đó là cái đầu gối nha. Chị nào ưng màu nào chốt màu đó giùm em. Ưng màu nào chốt màu đó giùm em ha. Dạ hội. Có màu gì nữa? Đây có màu đây. Đọc màu nha. Rồi chị nào ưng màu nào thì cứ báo em á, là lên cho chị xem cái màu đó đi. Thì em đặt em lên cho mấy chị xem nha. Nhiều lắm mấy chị ơi. Đây nè chị Vân Nương ơi, em có màu nè, màu đỏ, màu xanh coban, màu xanh rêu, màu vàng, màu đen, màu tím, màu cam. Đó, mà chị đã ưng màu nào kia mặc thì chị xem màu đó nha.
chiều nè. Đây làm cho hộ nha cô. Con này là chơi bận dừa nè chị ơi, điện chị mà chị nghe máy. Chị ơi,
tim hơi to rồi. Hơi to rồi, 62 kg mặt gọng thôi. Rồi đây nè, phơm này là 75 kg đổ về đây, 75 kg đổ về. Rồi chị nào nhanh tay chốt đi giùm em. Nhũ vàng giùm em ha. Nhũ vàng. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nhũ vàng nha. 180 nghìn. Đó, cực kỳ đẹp luôn, 180 nghìn nha. 180 nhũ, nhũ bạc 180 giùm em. Nhũ bạc, nhũ bạc. Em có dùm không nè mấy chị? Có chị nào thích dùm không? Lên dùm cho. Có con dùm mà chị với Thảo Lương bên dừa nè. Có con dùm. Em có con dùm nè, một con duy nhất nha. Chị nào ưng thì chốt em giùm nha. Em có một duy nhất một con giùm thôi. Chị nào nhanh tay chốt thì em 65 kg đổ về nha. Chào chị, em chào chị yêu nè. Em chào chị nè. 65 kg đổ về. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền giùm em ha. Chị Kim thì lại bữa hổm chị đặt không? Chị đặt em bộ đồ mà sao không thấy chị nghe máy luôn á. Hồi trước Tết á. Quên hay gì chị? Chị quên hay sao vậy? Điện, tại vì á khách quen bên em á là em toàn người lưu đơn mà em có xả, còn khách mới của em á mà điện một lần hoặc là sáng điện lần chiều điện lần là em xả hết rồi, còn khách cũ á mà là em giữ đơn điện 2-3 ngày. Có gì chị kêu xả ra thì em xả thì chứ gì. Tại chứ vì chị em, chứ không mà em cứ để em đồ đi ngoài đó, em để đồ nó ngoài á rồi người ta cũng em mua dám bán nữa. Em sợ chị nói đặt rồi sao không không giữ cho chị nữa đó. Ở đây bên chị nào ưng dung chúc dung cho em nha. 75 kg độ về cực kỳ đẹp luôn. Dùm có mấy chị nào bận đập con không nha, em có đập con luôn nha đó. Dùm coi chị ưng dung chúc dung nha, chốt dung giùm em nha. Đã chị nào 68 kg ta, em có thành con 68 kg cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi mấy có bán chưa nữa là con đẹp lắm. Còn cái con bữa hổm đâu đẹp quá trời luôn á, bây giờ bán nè. Là con cái gì con kiểu kia kìa. Rồi giùm chút giùm nha. Đây nè, màu tối nè. Màu tối là có con này nè. Được không chị ơi? Ở ngoài nhìn vô có hùa. Đó. Nằm tím giùm em, rồi chị đang nằm tím trong tím nha. Con này á là chiều cao của chị là 1m55 đổ về nha. Cao quá là ngắn á. Rồi đây lên tiếp với chị nha. Cái màu nào thích màu gì không em mặc lên cho chị xem đó. Bây giờ em mặc thử cái đầm dài chị xem rồi nè.
đẹp lắm đó chị ơi. Rồi ai ưng màu nào, ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em nha. Chị nào ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Cam, màu cam, màu da, màu đỏ, xanh rêu, màu vàng, màu đen, màu tím đó, ai ưng màu nào 220 một con, cực kỳ đẹp luôn. Màu da nè, đây màu da đẹp lắm đó chị ơi. Rồi ai ưng da chốt da giùm em, màu da nha, thích da chốt da, lính cường là cái hàng thiết kế luôn nha, thiết kế luôn, đúng bằng tay luôn á. Rồi ai ưng thì chốt cho em, ưng màu nào thì cứ kêu Hư ơi mặc cho chị xem màu da đi, Hư ơi mặc cho thêm màu vàng đi là em biết được, em lấy lên mấy chị em mặc luôn cho mấy chị cho nó đẹp. Em có ba
đẹp cực kỳ luôn, 220 một con. Con này là đẹp lắm đó chị. Con đẹp lắm. Tao luôn. Rồi đó thì chị đã ưng thì chốt em. Nghiêng đỏ. Đây, nghiêng vàng. Nghiêng nâu. Có thể là nghiêng tím đó, lựa màu đi ha. Lựa màu, lựa màu. Nó bó với cái lứa đẹp luôn. Phối lưới đẹp lắm. Phối kim sa mấy chị ơi. Phơm này về mặt là sang, cực kỳ sang luôn á. Rồi dạ hội riêng riêng nâu rồi, ok chị yêu nè, riêng nâu đây nè, cực kỳ đẹp luôn. Rồi riêng nâu ok, chốt riêng nâu ok, chốt riêng nâu nè, cực kỳ đẹp luôn á. Riêng nâu áo lẻ đó em còn nhiều màu lắm chị. Chị Phạm Hương, rồi chị đã ưng cái màu nào nè? Áo lẻ cô Sáu Lê cho xin cái số ký chiều cao đi nha. Rồi mấy cô muốn lên cái gì mấy cô xin nghỉ đi, cái mấy cô kêu con lên nha, kêu con lên nha mấy cô, thích body hay là gì không? Có nhiều kiểu nữa chứ không phải có một kiểu nữa nha chị. Cho tôi kiếm đi rồi em lên cho chị xem. Đây nè, cô Hạnh Hương đẩy lên body. Đúng rồi, đẹp lắm. 65kg đổ lại, 55kg đổ lên. Rồi mấy cô nào muốn lên mẫu nào đây? Cái gì vậy? 65kg, 1m59, trời quá đẹp luôn á. Ờ, cái đó là mấy áo này là chị vừa hết tất cả luôn á. Vừa hết, vừa hết. Rất là đẹp luôn. Này 62kg nha, rồi ok, 62kg đó cô ơi. Chị ơi, 62kg đó, đẹp lắm. 62kg mà chị lấy ghen gì, ghen nâu không? Phân này phân kiểu cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok, ghen nâu chị đẹp nè. Còn đây, mặc thử xem đây, cực kỳ đẹp luôn, phân kiểu sang, cực kỳ sang luôn. Đó, phía trong được cái bẩu coi diễn thơm mình nó thoải mái cực kỳ luôn á. Mặc vô là mặc thơm, nước thôi. Coi diễn là thoải mái cực kỳ luôn. Rồi chị ơi, thì chốt em áo phối vàng nha, áo vàng đi, áo vàng, áo vàng 200.000 một con nha. Đây nè, hàng cao cấp nè. Đó, đẹp không mấy chị ơi? Hàng cao cấp giùm em nha. Rồi chị là ưng thì chốt giùm em đó. Chị Sáu Lê ưng thì kèm số điện thoại lên giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Vàng nè, rồi xanh đây. Xanh đây. Đó, xanh nha. Xanh, đen, quá trời luôn. Đó, coi chị đã ưng mẫu nào thì chốt mẫu đó liền giùm em. Phơm này về mặt ai cũng khen chưa? 200.000 một áo hay chưa chị ơi? 200.000. Hàng cao cấp nha. Ai ưng áo vàng chốt vàng, ai ưng áo nào thì chốt mẫu đó liền giùm em. Số điện thoại lên giùm em, ghi giùm em là mã vàng, ghi giùm em là áo vàng đi, ghi giùm em cái mã nha, để em bấm thẻ ra. Áo vàng kèm số điện thoại sau lưng là em chốt liền nha chị nha. Ghi giùm em là áo vàng kèm số điện thoại sau lưng ghi giùm em nha. Còn mấy chị có muốn lên đồ bộ hay là lên cái gì nữa đây? À, em lên cái đầm ngắn đi ha. Vàng 58. Đó chị. Ủa? Dạ chị ơi.
ăn là chết quen rồi nè. Có một cái thằng kia chị có chốt cho chị số điện thoại đi chị. Coi chị nào ưng á thì ghi giùm em liền ha. 1m6. Chị Sáu Lê ơi, chị có ưng không? Ưng thì kèm ký số điện thoại giùm em nha, không thì em chốt được cánh em ha. Có mấy cái thằng kia, có mấy cái 80kg. Chốt cái này nha, cái này sao là khách cũ nè, nhưng mà chị chốt trước rồi để em xem chị có cho số điện thoại hay không nha. Không cho thì em chốt qua người này, người này đợi xíu chị cái này coi. Ủa nãy có lên ấy chưa? Cái gì? Dùm dùm. Dùm thôi. Nãy con dùm rồi. Tại đó nó. Đây còn con. Con đang giả hỏi đây. Rồi ok chị Sáu Lê nè, thấy số điện thoại của chị rồi nè. Chốt chị nè. Rồi ok chị nè. Rồi vậy là hết rồi nha chị Khánh An ơi. Tại vì chị Sáu Lê chị chút trước rồi đó. Lựa mẫu khác đi, lựa mẫu khác đi chị. Còn nhiều lắm. Còn nhiều mẫu lắm chị ơi. Đẹp lắm. Rồi ok chốt với chị Sáu Lê nè. Chị Nguyễn Dung. Đầm xòe em chị Mỹ Dung ơi. Chị cho xin cái số ký chiều cao thôi chị. Số ký chiều cao nha. Rồi đây nè, đầm dài giả hội giùm em màu da cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng thì chốt giùm em ha. Ai ưng thì chốt giùm em đầm dài. Đó, em có đầm ngắn luôn. Đầm ngắn á, ngắn qua đầu gối á thì là 2 là 100 180, còn đầm dài giả hội này là 220. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em ha. Ưng thì chốt giùm em cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm chơi hàng nè. Mấy chị mua ở chỗ khác đó là một cái đầm này là cũng là 200 mấy 300 rồi, mà ở bên em mà chị bán chỉ có cái là 220 thôi. Đó đẹp không? Còn đây em đọc màu nha. Chị nào ưng màu nào thì chốt màu đó xong rồi em lên đầm xòe nữa cho mấy chị nha. Hôm chị gì chị Mỹ Dung kèm ghi cho thời gian em mặc cái đầm dạ hội gì cho em ký số ký chiều cao để em tí nữa lên chị xem ha. Mỗi màu là có mỗi mẫu một mẫu thôi, không có giống mẫu nha. Nên chị nào chốt thì chốt nha. Chị chốt
số nha. Mặt màu hồng tắm. Thu ha, chị Nguyễn Thu Loan ơi, chị cho em xin cái số ký chiều cao đi ha. Chị cho em xin cái số ký chiều cao đi, rồi em lên chị xem. Chứ em lên mất công chị mặt không có không vừa sao. Chị đã ưng thì chốt liền em con này nha, quá đẹp luôn đó. Dạ hội nha, xòe nha, dạ hội xòe, mẫu này 220 luôn, và chị nào nhanh tay chốt liền em nha. Phơm này là cái phơm lướt dài ha, còn chị nào không hết về mua miếng vải nhân, miếng vải lưới mai vô bình thường nha, mai vô che cái qua cái tay đó, hết cái để sao không xây lớn thì không có cái kiểu như xây lớn không có nhiều mẫu nháy. À, chỉ có là nhũ thôi, xây lớn chỉ có đầm nhũ thôi, chứ mấy cái đầm kia nó khó kiếm tìm đó. Dạ hội nha, còn chị ưng thì chốt thì em nha. Có dạ hội eo chưa, eo 95 không có nha, dạ hội eo 95 á, mấy con là 95 hết đó. Thôi chị lấy hồng em, chị Mỹ Dung chị nói vậy. Hồi nãy giờ ai lấy hồng vậy? Đó, rồi đây chị nào ưng thì chốt liền em, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này thì 80kg là một thừa nè, là em có hai màu thôi, đơn còn hai màu à, ý còn đỏ. Đây em có nhũ là nhũ bạc nè, nhũ tím là với nhũ đỏ đó. Rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt liền em, đây nhũ đỏ đây, không thích thì về mua von hay mua lưới gì đó, mai vô kết nhẹ vô đó. Rồi con hồng nó hết rồi chưa?
Hạnh ơi, 90 kg đổ về, 90 kg về, đầm ngắn này cực kỳ đẹp luôn, hai lớp ha, hai lớp đó. Rồi chị ơi, thì chốt em 1.8, 1.8 đầm nhũ nha, đầm nhũ ba màu, nhũ ba màu ha. Rồi đây, lên tiếp tục. Chị Tinh Hương là khách quen, là khách VIP luôn rồi đó, khách VIP luôn. Rồi em cảm ơn chị Tinh Hương nè đó. Rồi đây chị đã ưng cái đầm ngũ màu đó thì chốt giùm em ha. Rồi đây nè, em có cái đầm dài, đây đầm dài em có ba màu. Ừ, nãy giờ mặc ba cái rồi, bây giờ em mặc màu bạc ha, hồi nãy là em mặc màu đỏ rồi nè. Quảng Châu nha, cái hộp Quảng Châu luôn thấy không?
cô trang hạnh là mặc vừa nè, đó đẹp cực kỳ luôn. Và chị nữ thì chốt em nha, có 80 kg đầm đây nè, đang lên luôn nè. Đúng rồi, vừa chốt rồi. Ok ok, chốt cho cô nha. Rồi ok, chốt cô cái đầm nè. Rồi cái đầm rồi, nó mở ra đây nè, đang lên form nè, đang lên form đây. Đầm này có lớn không cô ơi? Đầm này có lớn đây. Đây đầm này chỉ còn là size lớn thôi nha, size lớn thôi, cực kỳ đẹp luôn. 90 kg độ về, 80 kg độ lên rồi. Chị đợi thì chốt em. Đó, đầm xuân xuân rất là đẹp luôn nha, xuân xuân rất là đẹp luôn. Ai ơi thì chốt cho em hàng Quảng Châu cao cấp, hàng hiệu trực tiếp luôn giùm em nha. Rồi đang bán xả chị 300.000 một con luôn rồi, chị nào nhanh tay nha. Hàng Quảng Châu ha, 350 mà giờ em xả 340 mà hôm nay em xả chị 300 luôn rồi, chị nào nhanh tay chốt thì giùm em ha. Ân thì chốt được giùm em, đi chùa vẫn được ha. Đó, hàng đám thì coi nè, siêu trực tiếp mà hàng đám nè, sang cực kỳ sang luôn. Chị nào nhanh tay thì chốt cho em liền ha. Em có được ba màu chị ơi, màu đen, màu đỏ đó, với lại màu xanh đen. Rồi chị đã ưng màu nào thì ghi giùm em á, là Quảng Châu kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Quảng Châu kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Đầm con đen mặc cô mặc vừa không? Cô con phạm hấm hả? Không vừa cô ơi, con này là phun lớn mà cô ơi, con còn phun lớn mà, con có phun nhỏ nữa mà hết phun nhỏ mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn là phun lớn thôi nha. Rồi đó, cô nào ưng thì chốt rồi giùm con nha. Đầm nha. Rồi kèm màu ha, kèm màu ghi giùm con là Quảng Châu kèm màu. Ai lấy quảng qua cái này màu xanh đen thì ghi giùm con á là Quảng Châu xanh đen 300 kèm số điện thoại. Quảng Châu xanh đen kèm số điện thoại. Đó, màu đỏ, màu đen đó nè. Đẹp lắm, hàng Quảng Châu chất giải. Không đẹp thì trả lại em trả tiền lại. Nhận về chất giải Quảng Châu, em nói là nguồn chất giải cao cấp rồi mà mấy chị nhận về mà có xấu, em hoàn tiền, em đền cho mấy chị luôn. Đó, 300 em đền cho mấy chị 300, trả cho mấy chị luôn ha. 300 là 300 là 600 đền mấy chị luôn á, tại vì chất giải là bao đẹp luôn, hàng Quảng Châu cao cấp mà. Em đã nói cao cấp rồi là mấy chị biết rồi đó, chị nhìn cái bọc rồi mấy chị biết rồi nè. Đó, cái hàng cao cấp giùm em nha. Rồi ai ưng cái nào thì chốt giùm em cái đó nha. Ai ưng cái nào thì chốt giùm em, để em coi còn cái nào vừa nữa không. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị à, Ngọc Dung nè. Cái gì? Chị thấy Trang Anh là cái đó là chỉ là Ngọc Dung nè. Ngọc Dung nào ta? Bây giờ bên em nó toàn là có nhóc tên người Dung mới vậy, bây giờ thấy hình đại diện mới biết, mà bây giờ nói nghe gì cũng không biết luôn á. Nghe tên Ngọc Dung rất là quen luôn á. Đặt hàng đi, có gì điện thoại đi con sẽ biết à ha. Các cô Ngọc Dung ơi, đặt hàng đi, còn có gì hai cô cháu mình nói chuyện để cho con nhớ cô nha. Nha cô Ngọc Dung ơi, thì biết nhưng mà không có hình dung ra là hình đại diện như thế nào, quên mất tiêu rồi.
bị heo phơm đầm nữa, mặc vô anh mới báo số ký được đó. Rồi hai ơn hoa đỏ, chút hoa đỏ ha. Chị lấy 80 ký, à 75 thoải mái luôn chị. Để mình xem nó còn nằm nào. Ui cái đầm này chắc hơi to này nha. Rồi đây đầm này 75 kg đổ về nè, 75 kg đổ về giùm em con này, cực kỳ đẹp luôn. Tay để em xem có được nha. Thôi 70 kg thôi mấy chị ơi, mặc cho nó thái xíu, 70 kg thôi. Rồi 70 kg đổ về. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em ha, 70 kg đổ về. Nhanh tay, nhanh tay chị ơi, khó đẹp quá. Đó, phó sẽ xem cực kỳ đẹp luôn. 70 kg đổ về. Đó, đầm này ghi là em là đầm cam ha. Cái này không biết có màu cam không nữa, đầm cam nha. Đầm cam giùm em rồi, ai ơn thì chốt cho em liền. 75 kg đúng không? Rồi để con lên cái mẫu này cho con xem thử con có ưng không. Rồi con lên cái cuối cùng nữa nha. Ủa, cái này đẹp quá được. Cái này đẹp nè. Đẹp quá. 180 luôn ha. 180. Mông cái phần kia là nó gọc sao? Mông là nó sẽ to đây. Những cái mông với cái phần của chị Như Tần Nguyễn là nó gọc ra mấy phần này nó hơi nhỏ. Được con cái của Như cô Như Tần Nguyễn là nó hơi to một xíu. Còn cái phần này nó hơi nhỏ nhỏ. Cái này là 73. 73 ký đó rồi. Rồi 70 ký đó về. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em. 70 ký đổ về. À, cái này kia bằng màu nho đấy ha, màu nho màu nâu, màu nâu nha, đầm nâu. Rồi chị ơi, đầm nâu chốt đầm nâu giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Đầm nâu đó, ai ơn đầm nâu chốt đầm nâu 180 một con nha mấy chị ơi, 180 một con. Ai ơn thì chốt lẹ giùm em ha. Rồi em qua mẫu mới nha, em qua mẫu khác nha mấy chị ơi. Đó chị, tí nữa mấy chị hỏi lại em không có nhớ không ha. Hỏi chị Nam Anh có chịu bận đầm đầm bông không, đầm bông anh đi vậy anh đi á. Không nào. À, cô chăm manh nè, cô có ưng cái đầm AT không? Đầm AT con có phơm to lắm, 120 một cái đầm, chất giải AT rất là đẹp luôn, mặt rất là mát luôn. Lâu lâu rồi không lên mẫu đó, lên mấy con bự bự cho tôi mấy cô này xem cái nè, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ai ưng thì chốt em đầm nâu nha, đầm nâu 70 kg độ về, đẹp lắm, đầm nâu. Còn mấy con muốn lên xe bao nhiêu ký nữa đây? Ờ thì nãy cô nào 80 kg đâu, 80 kg lấy cái đầm này đẹp cực kỳ. Xong có một cái nè, một cái duy nhất nha. Đó đẹp lắm luôn, đầm nhung. Còn có một cái xe lớn rồi nha. Cô nào ưng thì chốt liền con đầm nhung. Đó, đầm nhung ha. Đầm nhung phơm là phơm 80 kg độ về. 85. Đó, tùy theo chiều cao của chị nha. Đó, qua đây có chị nào ưng thì nhanh tay chốt liền em 80 kg là mặc ok không ha. Coi ai ưng thì chốt em đầm nhung. Đầm nhung nha. Đầm con đang mặc là cô mặc vừa ha, cái đầm nâu đó là cô mặc vừa nha cô ơi. Đầm nâu đó là cô mặc vừa đó. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt em đầm nhung. 180 ngàn, ủa 200 ngàn, đầm nhung 200 ngàn, 200 ngàn nha. Xây này là xây lớn nè, 80-85 kg nè. Đó cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền giùm em. Đó nhung nha, nhung ép đá đẹp lắm. Có một con một à, một con một duy nhất nha, đẹp lắm mấy chị ơi, nhung hình cao cấp á. Rồi đây 80 kg nữa đây. À đây là cô Trâm Anh ơi, 75-80 kg lấy con này đi, xinh lắm, đẹp lắm.
của mấy cô mấy chị nha, cực kỳ là co giãn, cực kỳ thoải mái luôn, đầm xòe nha, hai lớp giùm em nha. Rồi mẫu này là 200.000 một con, rồi chị nào ưng thì chốt liền em đó. Đầm đầm này ghi làm gì giờ đây, rồi đầm 200 đi, ghi em mà lấy ai ưng đầm thì ghi em là đầm 200, kèm số điện thoại em, đầm 200. Rồi em có nè, đầm đen chữ, đen chữ nha, mẹ em thấy có chữ em kia rồi, đen chữ nha, đầm đen chữ. Rồi đây đầm chiếc lá, đầm chiếc lá xanh, chiếc lá này cũng chiếc lá luôn hả, chiếc lá nhỏ, chiếc lá lớn nha. Rồi đầm xanh chữ thôi chị đâu thì chốt em nha. Rồi cô Phạm Thắm ơi, cô cho con biết là cô lấy cái đầm nào, hồi nãy con có đọc mã đó, mã cam rồi mã nâu, là cô lấy cái màu nào mới được chứ, cô nói là lấy cho cô rồi ngày nay con lấy lộn cho cô rồi gửi cho cô rồi cô trả lời sao. Cô ghi giùm con cái mã rồi cô kèm số điện thoại sau lưng để con in cái phiếu ra luôn nha, ghi đúng cái mã giùm con để con in cái phiếu ra luôn nha cô ơi, ghi đúng mã giúp con đó. Đầm nâu thì chốt đầm nâu, đầm cam thì chốt đầm cam, đầm nào thì chốt cái đầm đó thì giùm con nha. Cái này là cô mặc vừa luôn á, cái đầm cô đang mặc luôn nè, đầm cô mặc vừa luôn á, đẹp lắm, cái chất giải này thì luôn á, gờ mắt trời mắt lạnh luôn á nè, chỗ này nè đẹp cực kỳ luôn đó. Ai ưng thì chốt thì mình em á. Đây là 80 kg nè, cái này là cô Hạnh mặc vừa luôn á. Cơm này mặc ở nhà bao mát luôn. Ồ, nãy cô kia cô nói hỏi đầm ngủ, mặc cái này đi đám đi ngủ gì mà cũng mát nha. Có hai túi hai bên luôn chứ, tiện lợi luôn. Đó, rồi quá đẹp luôn. Rồi chị nào ưng đầm chút đầm em có hai túi hai bên, hai túi hai bên đựng tiền đựng điện thoại nha. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em đầm. Đó, đầm em có xay từ 90 kg độ về, em có xay nha, đầm này là có xay. Chị nào nhanh tay chốt liền em ha, cái đầm mà đầm nhũ ngắn chị rồi, lấy một ngắn cái ngắn. Đầm bông rồi em lên đầm nhũ ngắn rồi, ok để em lấy nhũ ngắn cho chị xem ha. Đây nè, phơm này là có nhũ ngắn mà 80 kg có luôn, đợi cái. À, chị lấy một cái đầm bông. Ủa đầm bông nào, nãy giờ chị chưa lấy đầm bông nào hết trơn nha, nãy giờ là chị chưa có chốt cái đầm bông nào hết trơn á. Rồi đây quá đẹp luôn, tám mươi chị trăm bốn rồi, rồi 110 một con rồi luôn, chất giải ha ti bao đẹp luôn nha. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em ha. À, đầm con đang mặc rồi, có phơm của cô luôn nha. Nhiêu cái? Ủa sao 8 cái hả? Cam 64. Ở đằng nào? Nè. Cái đó sao được? Con 60 kg mà khỏi mắt nữa xem mờ. Đưa thấy cô đó. Rồi để con lên cái size của cô Phạm Thắm cho cô xem ha cô ơi. Phơm này là size M rồi. Phơm này là size M rồi, để con lên cái size của cô cho cô lựa cái bông ha. Còn đây nè, 90 kg là có nè, 90 kg là ghi giùm con cái mã ha, 90 kg là có chờ neo, ghi giùm con là cái mã này là mã xanh đi, thôi mã 1 nha, 90 kg độ về là có mã.
chanh leo. Lộn qua văn ra đại đi chứ tầm những cô thấy là nó. Chờ neo 80-90 kg đây. Quả này luôn chờ neo 80-90 kg. Rồi chị Đào Ưng chốt em có túi luôn nha. Có túi luôn rồi chị Đào Ưng thì chốt liền giùm em. Mặc vô luôn đi nha. Cũng mặc vô cái không biết cái form của nó như thế nào. Cái tay nó rất là đẹp luôn. Rồi đây quả đẹp không? Hơi bự bóp vô. Đó, coi chị Đào Ưng thì chốt cho em liền có hai túi hai bên nha. Hai túi hai bên cho mấy chị đựng tiền, đựng điện thoại ha, đi đám tiền ha. Rồi chị Đào Ưng thì nhanh tay. Đó, chị có sợ nịch mấy chị nịch vào đây luôn nha. Nịch vào luôn, rất là đẹp luôn, chỉ có 210 một con thôi chứ chị ai tiền. 110 một con ha, chị Đào Ưng thì chốt được giùm em. Đó, 80-90 kg đó. Hay là đầm ngắn gì đó body
ra mấy chị xem. Rồi đây, một con này đẹp nè, con này đẹp nè mấy chị ơi, coi chị nào ưa thì chốt em bông. Đó, mã 2 nha, mã 2. Đó, mã 2. Mã 1, mã 2, mã 4 là của cái mã 90kg khác. Còn cái này là mã size nhỏ khác nha, áo lẻ xanh 200.000. Hay chị Thúy Nga ơi, 8kg chị Khánh Hà. Rồi tầm xanh nha chị, mã 2 là 58kg nha. Chị Thúy Nga ơi, cái đai áo màu xanh này là 200. Xanh nào đâu? Ở xanh nào vậy? Áo lẻ kế xanh. Kế xanh là này. Áo này là size lớn nha, 65kg đổ về. Đấy là con nó đầm những áo kia. Sợ hả? Lấy áo kia. Đây này là 65kg trở lên ha. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em nha. Rồi 65kg đổ lên. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em. Mã 1. Đây mà. Mã 2. Đó. 65kg đổ lên trở lên, 90kg đổ về. Đó. Chị nào 65kg đổ lên là có say hết nha. Đây mã 2. Còn màu đỏ qua 1. Tay ngắn nha. Rồi đây 60 65 kg đổ về thôi, 75 kg không vừa. Rồi còn cái tay